Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố một kết quả nghiên cứu phối hợp cùng Đại học Oxford của Anh Quốc thực hiện trên toàn bộ 600 nhân viên y tế của bệnh viện về sức khỏe tâm trí. Kết quả cho thấy có đến gần 200 y bác sĩ bị trầm cảm vì công việc ngành y. Trong số 600 nhân viên y tế bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 170 người tương ứng với 200 với 28% nhân viên bị trầm cảm ở mức từ trung bình đến nặng và rất nặng. Ngoài ra, hơn 200 người luôn trong trạng thái lo âu, thậm chí là nghiêm trọng. Đáng chú ý, số lượng nữ nhân viên y tế rơi vào trầm cảm và lo âu cao hơn nam giới. Cũng trong nghiên cứu này, đa số các yếu tố gây stress, trầm cảm liên quan đến khâu tổ chức của bệnh viện như thời gian làm việc, áp lực trách nhiệm, khó thích nghi với các thay đổi nhanh chóng về chính sách cũng như áp lực từ thu nhập thấp. Trước thực trạng trên, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phòng tư vấn tâm lý miễn phí dành cho nhân viên ngay trong tháng 10 này. Trước đó, một bệnh viện tuyến quận là bệnh viện quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cũng buộc phải khám tâm lý ngay tại bệnh viện cho các nhân viên trước áp lực quá lớn của công việc trên nguyên tắc bí mật tôn trọng với bệnh nhân.